Công an thành phố Hồ Chí Minh không có căn cứ xác định ông Võ Hoàng Yên lừa đảo chữa bệnh. Đàm Vĩnh Hưng thuê 7 luật sư sừng sỏ nhất của Việt Nam sau kết luận của Bộ Công an. Phá đường dây lô đề quy mô lớn, một con bạc nghi tự tử vì nợ nần. Hà Nội yêu cầu hạn chế tối đa tụ tập đông người dịp Tết Nguyên đán. Nhiều thai phụ nóng lòng xin mổ đẻ để né năm hổ vì sợ con khổ. Quý vị đang đến với bản tin an ninh trật tự trên kênh Tin Tức Việt và ngay bây giờ sẽ là phần nội dung chi tiết. Thưa quý vị, hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 1676 về việc không khởi tố vụ án hình sự liên quan đến việc tố cáo ông Võ Hoàng Yên lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi nhận tiền chữa bệnh, chữa không khỏi mà bệnh còn nặng hơn, thu tiền điều trị, phát hiện năm 2021 tại thành phố Hồ Chí Minh. Nguồn tin tố giác này từ các ông bà Nguyễn Nhật Trường, Lê Thị Dũng, Lý Thị Thanh, Phạm Thị Xuân, Phạm Hảo do bà Lê Thị Dũng, cụm 4 Thọ An, Đan Phượng, Hà Nội đại diện đứng đơn. Theo đó, cơ quan điều tra đã kết luận không có căn cứ vụ việc có dấu hiệu tội phạm. Vì vậy, ngày 6 tháng 1 năm 2022, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 128101 và ngày 21 tháng 1 năm 2022, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có kết luận số 27 xác định quyết định không khởi tố của Công an thành phố Hồ Chí Minh về vụ việc trên là có căn cứ, đúng pháp luật. Xin được chuyển sang thông tin kế tiếp. Thưa quý vị, sau khi được minh oan vụ ăn chặn tiền từ thiện, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã tuyên bố thuê 7 luật sư sừng sỏ nhất của Việt Nam sau kết luận của Bộ Công an. Nam ca sĩ cho biết trong 2 tháng qua, anh đã chờ đợi kết quả từ Bộ Công an. Đàm Vĩnh Hưng khẳng định rất sẵn sàng hợp tác với cơ quan chức năng trong việc cung cấp thông tin. Anh tuyên bố chắc nịch rằng mình là người có hồ sơ sạch bởi tất cả tài khoản được yêu cầu minh chứng, anh đều đưa ra hết. Việc sao kê cũng công khai, minh bạch. Sau khi nhiều fan quan tâm hỏi có tiếp tục vụ kiện này hay không, nam ca sĩ nhấn mạnh, xin thưa là chắc chắn 100% có tiếp tục. Hưng đã làm việc 3 lần với cơ quan công an tỉnh Bình Dương, lần gần đây nhất là vào ngày 19 tháng 1 vừa qua. Ngoài việc khẳng định rất hợp tác trong quá trình làm việc với cơ quan chức năng, anh cũng hứa sau khi hoàn tất vụ kiện, đối với những cá nhân vu khống, anh sẽ một lần nữa công khai với các mạnh thường quân về quá trình từ thiện. Nam ca sĩ gửi lời cảm ơn đến các cơ quan chức năng tới người hâm mộ trong thời gian qua. Đặc biệt trong livestream, Đàm Vĩnh Hưng nhấn mạnh về việc lấy lại danh dự. Mọi chứng cứ tôi đã nộp cho công an và mình sẽ dừng lại việc đó ở đây để cho pháp luật làm những bước tiếp theo. Không chỉ riêng người đã làm hại tôi mà còn rất nhiều kênh khác nữa. Khỏi phải trốn, khỏi phải xóa bài, xóa kênh. Tất cả những người chửi bới, dựng chuyện, tôi đều nộp đơn hết. Tôi xin khẳng định lại một lần nữa, tôi, ekip của tôi và đoàn luật sư gồm 7 người luật sư sừng sỏ nhất của Việt Nam sẽ đi đến tận cùng của sự việc. Mặc dù vướng phải ồn ào nhưng Đàm Vĩnh Hưng khẳng định vẫn sẽ làm từ thiện. Tuy nhiên không theo hình thức kêu gọi quyên góp mà bỏ tiền túi cá nhân. Trước đó vào ngày 23 tháng 1, Cục Cảnh sát Hình sự C02 Bộ Công an đã thông báo về kết quả giải quyết nguồn tin tố giác tội phạm liên quan đến việc chiếm đoạt tiền từ thiện do người dân đóng góp ủng hộ để cứu trợ đồng bào miền Trung gặp lũ lụt năm 2020. Qua xác minh, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Thủy Tiên, MC Trấn Thành, MC Đại Nghĩa, bà Nguyễn Thị Hương, mẹ ruột ca sĩ Hồ Ngọc Hà không có hành vi gian dối, chiếm đoạt tiền từ thiện. Xin được chuyển sang thông tin kế tiếp. Thưa quý vị, cũng trong ngày hôm nay, Công an thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết đang tạm giữ 8 người liên quan đến hoạt động đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi số đề có quy mô lớn để tiếp tục điều tra làm rõ. Cầm đầu đường dây này là Phạm Kim Thành, 46 tuổi và Văn Ngọc Thảo Nguyên, 39 tuổi, vợ Thành, cùng ngụ tại thành phố Thuận An. Vợ chồng Thành đã điều hành móc nối với nhiều người khác để mua bán số lô đề thông qua mạng xã hội. Trong đó, vợ chồng Thành được xác định là đại lý tổng. Từ đầu năm 2021 đến khi bị bắt, cặp đôi này đã mua bán lô đề với số lượng tiền thắng thua gần 6 tỷ đồng. Đáng chú ý, trong số con bạc của Thành có ông V tham gia với số tiền đánh đề qua lại vào khoảng 1,2 tỷ đồng. Mới đây, ông V đã treo cổ tự vẫn, nghi có liên quan đến việc thua bạc, không có khả năng trả nợ, túng quẫn. Mời quý vị cùng đến với thông tin kế tiếp. Thưa quý vị, vừa qua trong cuộc họp thường trực Thành ủy Hà Nội chỉ đạo về công tác phòng chống dịch COVID-19, ông Đinh Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu các cấp các ngành căn cứ diễn biến thực tế dịch bệnh tiếp tục bám sát chủ trương chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố để triển khai nhiệm vụ.
Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu Ban tuyên giáo Thành ủy phối hợp với Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân thành phố, cấp ủy chính quyền các quận huyện, thị xã tiếp tục chỉ đạo tăng cường truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng về công tác phòng chống dịch và thực hiện nghiêm 5K, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến xã, phường, thị trấn, thôn xóm, khu dân cư và người dân, nhất là người về từ các tỉnh thành khác, khu vực nguy cơ rất cao, khu vực nguy cơ cao, tự giác thực hiện nghiêm quy định, hướng dẫn phòng chống dịch bệnh, tránh để lây lan ra cộng đồng. Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát, cơ quan, đơn vị, tổ chức và người dân nhằm hạn chế tụ tập liên hoan, tập trung đông người trong dịp Tết Nguyên đán. Mời quý vị cùng đến với thông tin kế tiếp. Thưa quý vị, những ngày cận Tết Nguyên đán, nhiều người phụ nữ mang thai nóng lòng xin bác sĩ được sinh sớm để né năm dần. Theo tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Hữu Trung, hàng năm cứ vào thời điểm giáp Tết khoảng một tuần, nhiều thai phụ lại bày tỏ mong muốn trì hoãn hay kéo dài thời gian sinh con bởi nhiều lý do, trong đó có lý do chọn tuổi. Trong sáng ngày 24 tháng 1, các bác sĩ sản của khoa phụ sản Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cơ sở 2 đã phải từ chối 2 trường hợp yêu cầu sinh trước Tết khi tuổi thai mới chỉ từ 34 đến 38 tuần. Chúng tôi rất chia sẻ với mong muốn của các mẹ, nhưng tuổi thai còn nhỏ và vì sự an toàn cho cả mẹ và bé, buộc chúng tôi phải từ chối. Các trường hợp này sau khi nghe giải thích về các tác hại đã vui vẻ đồng ý chờ đến ngày con đủ ngày đủ tháng để sinh, bác sĩ Trung chia sẻ. Một bác sĩ sản khoa công tác lâu năm tại Bệnh viện Từ Dũ cũng chia sẻ, những ngày cuối năm, đặc biệt là năm dần, có nhiều thai phụ ngỏ ý cho em sinh trước Tết nha bác, và mong muốn sinh sớm hơn hoặc kéo dài tuổi thai nhằm chọn tuổi phù hợp, khá phổ biến vào thời điểm chuyển giao năm cũ và năm mới. Các trường hợp này, các bác sĩ phải kiểm tra kỹ tuổi thai, nếu đảm bảo các điều kiện sẽ được sắp xếp cho mổ, bác sĩ này chia sẻ. Để mẹ tròn con vuông, trẻ sinh ra bắt buộc phải đủ tuổi. Các tổ chức sản phụ khoa lớn trên thế giới đã quy định thai đủ tuần tuổi để sinh là từ 39 tuần trở lên. Trừ những trường hợp thai phụ gặp các bất thường về sức khỏe, đe dọa tính mạng cả mẹ và bé như dọa sẩy thai, thai nhi bị suy tim, chậm phát triển, cạn nước muối, nguy cơ từ vết mổ cũ, thì các bác sĩ mới cân nhắc chỉ định mổ bắt con trước 39 tuần tuổi tùy vào sức khỏe thực tế. Việc các bé sinh non sẽ đối diện với các nguy cơ về sức khỏe như suy hô hấp và phải nằm theo dõi dài ngày ở lò ấp hoặc khoa chăm sóc đặc biệt. Điều này còn ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất của các bé sau này. Bên cạnh đó, khi sinh mổ, người mẹ cũng phải đối mặt với nguy cơ nhiễm trùng vết mổ, nhau bám vết mổ hoặc nguy cơ sinh non trong lần mang thai tiếp theo. Tốt nhất thai phụ nên chọn sinh thường tự nhiên. Trong trường hợp phải sinh mổ, phải tuân thủ nghiêm các chỉ định của bác sĩ sản khoa. Chạy tránh ngày, tránh giờ, sinh vào các dịp cuối năm khá phổ biến. Đa phần các trường hợp tuổi thai mấp mé khoảng 38 tuần xin sinh trước, nhất là tuần cuối cùng của năm. Trước hiện tượng này, trong cuộc họp giao ban bệnh viện vào sáng nay đã cảnh báo nhắc nhở các bộ phận liên quan không được chiều theo ý của thai phụ, chỉ định mổ phải đúng nguyên tắc y khoa. Bởi mổ sớm trẻ có thể có nguy cơ cao bị suy hô hấp, do đó bác sĩ phải làm theo chỉ định y khoa, không thể chiều theo ý của thai phụ được. Theo bà, tâm lý của các gia đình thường hay coi ngày, giờ, tuổi rồi lý giải nếu qua năm sẽ xấu. Bà khuyến cáo các thai phụ và gia đình không nên đánh đổi sự an toàn của trẻ vì các lời đồn đoán. Tốt nhất là nên thuận theo tự nhiên và tuân thủ theo chỉ định y khoa để mẹ và bé đều được khỏe mạnh. Thông tin này cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin kế tiếp.